Sơn Công Minh xin được gửi chào đến tất cả các bạn khán giả của chương trình Bản tin VBiz 25 giờ. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng bàn luận về những chủ đề xung quanh câu chuyện của showbiz. Và người mà đồng hành cùng với là Sơn Ngọc Minh cũng là một người rất là quen thuộc với tất cả các bạn, đó chính là anh Minh Đức đây. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng điểm qua những tin tức có trong ngày hôm nay quý vị nhé. Nghệ sĩ Việt tri ân tổ nghề, hụt hẫng vì sự kiện Di Chân Huốc bị hủy. Fan phẫn nộ chỉ trích ban tổ chức quá thiếu chuyên nghiệp. Cộng đồng mạng bất ngờ với chia sẻ của Hoài Lâm: "Tôi là người không ra gì, gây ô nhục cho cả dòng họ, không còn giấu kín." Tóc Tiên xác nhận đang yêu Hoàng Tulliver, đã hẹn hò được gần 4 năm. Từ nay cô Kiến Huy là ca sĩ hai bài hit rồi mọi người ơi. Ban tổ chức Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam 2019 lên tiếng về nghi vấn gian lận tại vòng thi ảnh online. MC Lại Văn Sâm: "Thu nhập của tôi lúc nghỉ hưu cao hơn khi đương chức." Nghệ sĩ Quyền Linh khiến fan ghen tị với lời ngôn tình cho vợ nhân kỷ niệm 14 năm ngày cưới. Dàn sao Việt đi cúng tổ ở nhà thờ tổ của danh hài Hoài Linh. Vâng, đây là một cái địa điểm mà gần đây trở nên rất là hot. Và cái này thì cũng phải chia sẻ câu chuyện với quý vị là đấy, mọi người nhớ là mấy năm trước không, chúng ta mở tivi ra là hầu như kênh nào cũng thấy anh Hoài Linh. Và đã có lúc thì nhiều người rất là thích thú vì được xem thần tượng của mình, nhưng cũng có nhiều người thắc mắc là sao anh xuất hiện nhiều như thế. Và ngày đấy anh Linh anh có nói là tất cả cái tâm nguyện của anh ấy là để mục đích là kiếm tiền để xây cái nhà thờ tổ. Anh ấy cảm thấy là cuộc đời của anh ấy quá may mắn, chắc hẳn là phải được tổ đãi, tổ phải thương lắm thì mới cho anh ấy một cái vinh quang như thế. Cho nên anh ấy đã xây cái nhà thờ tổ. Và bây giờ thì hàng năm mọi người thường xuyên đến. Ngày thường mọi người cũng đến, các nghệ sĩ cũng hay đến đó. Nhưng mà vào ngày dỗ tổ ngày nghệ sĩ hay là còn gọi là ngày sân khấu Việt Nam thì mọi người thường đến đó nhiều hơn. Trong mấy ngày nay là đi cũng bao nhiêu nơi rồi? Dạ em cũng một vài nơi, nhưng mà quan trọng là mình có lòng thôi. Thì anh cũng nghĩ như thế, mình cũng nghĩ là thực ra tổ nghiệp sân khấu cho đến giờ ấy, mặc kể cả những nghệ sĩ thì tất nhiên có những người rất là tin vào tổ nghề, nhưng cũng có những người có thể là cái cách suy nghĩ của mỗi người thôi, mọi người cũng không hẳn là đã là hoàn toàn tin. Có những người vẫn còn băn khoăn thắc mắc, là nghệ sĩ thậm chí vẫn còn cãi nhau ở trên mạng là tổ nghề là ai. Thì thực ra là cái chuyện này có thể nói mãi nó cũng không đến hồi kết, tại vì thực ra nó là những cái câu chuyện mà nó mang tính những cái huyền thoại của dân gian nhiều hơn. Và cuối cùng thì chốt lại những câu của người Việt chúng ta là gì, có thờ có thiêng có kiêng có lành. Nghệ sĩ hay bất kỳ ngành nghề nào cũng vậy, chúng ta nhớ đến tổ nghề, tức là chúng ta biết ơn những tiền nhân, những người đi trước. Có thể đó không phải là một ông tổ cụ thể nào đó ta có thể gọi tên, chỉ mặt đặt tên được. Nhưng ít nhất là cái quá trình hình thành của nền nghệ thuật qua hàng ngàn năm, hàng trăm năm thì cũng đã ghi dấu rất nhiều những cái dấu ấn của tiền nhân. Phải có người mở đường thì chúng ta mới có những cái dòng nghệ thuật đó, những cái môn nghệ thuật đó để mà mình theo đuổi, để mà mình làm nghề, để mà mình kiếm tiền, để mà mình sống. Cho nên là việc nhớ về những cái tiền nhân đi trước là một cái điều rất là nên làm. Thì ở Việt Nam chúng ta thì chúng ta cũng thấy là do cái đặc trưng tín ngưỡng thì chúng ta thường quy tất cả những cái sự biết ơn đó về dưới cái hình thức là thờ cúng. Thờ tổ thì cái việc mà những nghệ sĩ làm lễ thờ tổ thì nó cũng là chuyện bình thường thôi. Và có thể là trong khoảng tầm mười mấy năm trở lại đây, chuyện này nó trở thành một cái gì đấy rất là quen thuộc với công chúng. Thậm chí có những cái nơi mà người xưa cũng ít tổ chức, như là các nghệ sĩ ở ngoài Bắc chẳng hạn, ở Hà Nội cũng ít khi có cái hoạt động này. Nhưng mà những năm gần đây họ cũng làm rất là rầm rộ, cũng có những cái lễ cúng tổ rất là quy mô, rất là lớn, quy tụ tới hàng trăm nghệ sĩ. Hụt hẫng vì không được gặp Di Chân Huốc, fan phẫn nộ chỉ trích ban tổ chức. Tin này vui nhờ. Hôm qua mình cũng hơi ngạc nhiên. Hôm qua là em coi trên mạng á, trên Facebook của mình là có một cái tấm hình chụp từ trên cao chụp xuống là nguyên con đường bị kẹt cứng hết trơn luôn. Đúng rồi. Đấy thì là thực ra thì mình cũng không xem phim Hàn Quốc lắm, thế nên mình không biết anh là ai. Cái này mình thú nhận là bây giờ mình không biết bạn này là ai. Nhưng mà thôi thì mình không biết thì không có nghĩa là người khác không biết. Các bạn fan, các bạn có lý do để hâm mộ một ai đó vì các bạn ấy chăm xem phim hay là chăm nghe nhạc Hàn Quốc, chuyện đó là bình thường. Ở đây mình chỉ bình luận về chuyện là khâu tổ chức thôi. Mình thấy rõ ràng là nó rất không ổn khi mà thứ nhất là cái đấy là một cái quán trà sữa ở ngoài đường, mặt đường mà các bạn, đường Trần Hưng Đạo là một trong những cái trục đường có quy mô giao thông lớn nhất ở thành phố Hồ Chí Minh, là con đường nối từ quận 1 đến quận 5, là cái lượng giao thông rất là cao, nhất là vào buổi chiều là giờ cao điểm. Mà đây lại thấy ghi trong cái tờ đấy là 18 giờ. Để có 18 giờ tức là cái giờ cao điểm, từ 5 giờ đến 7 giờ tối là cái giờ cao điểm kẹt xe khủng khiếp. Mà mình nhìn thấy một cái dòng người lớn như thế, hàng ngàn người đứng tràn cả ra đường. Thì tất nhiên mình thấy là cái việc đấy là rất là thiếu ý thức. Nhưng mà cũng phải chấp nhận là bởi vì thực ra quá đông. Đúng rồi. Họ không thể đứng hết ở hai bên vỉa hè được. Chúng ta biết đường Trần Hưng Đạo nó có hai cái đường lưu thông phụ hai bên ấy, nhưng mà bằng đấy đường không thể đủ cho người ta đứng hết. Mà kiểu gì nó cũng sẽ bị tràn ra ngoài đường. Thành ra là mình cũng thấy là các lực lượng trật tự ấy họ cũng đến họ dẹp. Và đương nhiên dẹp thì không thể nào mà cảm thấy vui vẻ được, sẽ rất là khó chịu. Không phải là chỉ là những người yêu thích bạn này không đâu, vì tò mò nữa. Đúng rồi, với lại người mình cũng tò mò. Đi qua thấy chả biết cái gì, đông chắc cũng dừng lại xem.
Đấy, thế là lại càng làm đám đông thêm. Nhiều có khi người nghĩ là hay có khuyến mại cái gì dạ, đấy đúng không? Nhiều khi uống trà sữa miễn phí chẳng hạn gì đấy. Cũng may là nghệ sĩ không có chạy show mà nghe được này là bắt đầu là đấy. Thôi rồi đó. Tức là mình thấy là cái rõ ràng là cái khâu tổ chức nó có vấn đề, không biết là họ có xin phép chính quyền địa phương hay là ban hay là cái an ninh trật tự khu vực đấy hay không, chứ tại sao lại làm một cái sân khấu rất là tạm bợ, rất là xấu để đón tiếp một ngôi sao như thế, sau đó là thông báo là cho các sao đến. Đấy thì thôi thì thông cảm, mình không biết anh là ai, tại mình không xem phim thôi. Bên của Diệp Lâm Anh nói là hủy show, không có, bạn này không đến nữa, nhờ giấu bạn này trong khách sạn luôn, là nói bạn này đã đi về rồi. Đấy thì thực ra thì rõ ràng việc người ta mời một ngôi sao sang thì không phải là chỉ có đi giao lưu với fan, còn có nhiều những cái hợp đồng hợp tác khác, có thể là gương mặt đại diện hay gì đó. Đó thì cái việc ký kết thì hẳn nó sẽ phải diễn ra ở một cái nơi mà nó phù hợp thôi. Là khách sạn là đúng rồi, nhưng cái chính là đây là đấy. Mọi người có một cái câu ấy, mình đọc mình báo, thế là ban tổ chức hay là những người tổ chức đã nói rằng là không lường được cái quy mô đó. Anh không thể nói một câu rất vô trách nhiệm như thế được. Đúng rồi. Đấy, sau này anh cứ làm thoải mái, sau này anh không lường được thì anh không làm, thế là không được. Anh đã làm là anh phải tính hết mọi cái phương án, nhất là với trường hợp giao lưu những ngôi sao mà anh biết là đông, chắc chắn anh phải muốn người ta đến đông chứ. Chứ làm gì có ai mà làm một cái sự kiện lớn chỉ muốn lèo tèo vài người đến. Dạ đúng rồi. Đấy, thì nếu mà thế thì anh đừng thông báo rộng rãi nữa, anh đừng có thông báo khắp nơi, anh chỉ làm tại khách sạn đi đâu ai nói gì đâu. Đấy, còn bây giờ thì anh đã hé lộ thông tin để người ta ra sân bay đón này, người ta ra cửa hàng người ta chờ này, thì đương nhiên là người ta sẽ bực mình là đúng rồi. Với lại nghe nói là có những em fan là đến từ sáng, đúng xí rồi. Chỗ, ôi dồi ôi, tưởng tượng. May là hôm qua trời không mưa đấy, hôm qua mà mưa là thảm họa. Và lực lượng an ninh đã phải phong tỏa một đoạn đường để đảm bảo là cho đám đông cũng như các nghệ sĩ tham dự sự kiện phải có thể gặp gỡ nhau. Nhưng mà có những cái bạn an ninh là phải dẹp các bạn fan bằng cách là xịt vào tất cả bạn bình cứu hỏa. Thì mình cũng không biết là cuối cùng thì mọi người dùng biện pháp mà dẹp là như thế nào. Thì các thì an ninh họ có nhiều cách khác nhau để họ giải tán một đám đông. Có thể là cũng không phải là quá nặng nề gì cả. Nhưng mà đây rõ ràng là thứ nhất là cái việc đấy làm cản trở giao thông. Đó, cản trở giao thông mà chúng ta biết là đấy là cái con đường mà giao thông chính của thành phố, thì không thể nào để hàng mấy ngàn người tự vô cớ đứng ra đấy làm cản trở đi lại của những người khác được. Cho nên là chuyện dẹp là phải dẹp thôi. Còn dẹp bằng cách nào thì mình nghĩ là họ có nhiều cái kinh nghiệm, họ có nhiều cách để có thể giải tán đám đông. Giờ này, có nghệ sĩ đến tham dự thì có Nam Em nè, Chibu nè, Trần Hiền nè. Rồi hy vọng là sau dịp này thì chị Diệp Lâm Anh cũng như là tất cả những người nào tổ chức sự kiện sẽ lường trước cũng như là chuẩn bị sẵn cho mình những cái khâu chuẩn bị tốt nhất để có thể đón những người nghệ sĩ nước ngoài về. Đấy, với lại một cái tấm sự mà gọi là người ta nhìn vào nước Việt Nam, người ta thấy là một cái sự tiếp đón nồng nhiệt. Tức là ở đây ấy, chúng ta phải biết là mỗi người hãy làm đúng việc của mình. Những cái sự kiện như thế này phải giao cho những công ty sự kiện họ làm. Họ biết tất cả cách thức phải làm, họ biết cách để đảm bảo an ninh, họ sẽ đưa ra những cái tư vấn cụ thể. Chứ không phải tự nhãn hàng mời một người về, xong rồi tự nhiên dựng một cái băng rôn trên một cái sân khấu hết sức là tạm bợ, quê mùa, xấu xí như thế lên. Thế thì ai người ta mà tin vào cái uy tín của nhãn hàng? Ai mà tin rằng đây là một cái cửa hàng, một cái nhãn hàng đàng hoàng? Đấy là cái điều mà thực ra rất nhiều người ở Việt Nam làm kinh doanh rất là chủ quan. Cứ nghĩ rằng là cứ bỏ tiền ra mời người ta về đây chụp vài tấm hình, thế là xong. Chứ thực ra chúng ta phải hiểu là sau này khi mà chúng ta càng ngày càng chuyên nghiệp hóa mọi thứ ấy, thì mọi thứ nó phải được giao cho cái người, đúng việc. Một cái công ty sự kiện chuyên nghiệp họ sẽ biết phải làm như thế nào để đảm bảo được an toàn, an ninh cho nghệ sĩ và cái nơi tổ chức như thế. Đó chứ đâu phải là cứ thích ai đấy thì mời một người đến đứng. Đã từng xảy ra rất nhiều chuyện tương tự như thế này ở những cái sự kiện nhỏ nhỏ, những cửa hàng này cửa hàng kia, cũng vì có thể là chủ hàng thân thiết hoặc quen biết với nghệ sĩ mời đến, và nhiều khi là vỡ trận không kiểm soát được. Mấy lần đã từng xảy ra ở chỗ phố đi bộ Nguyễn Huệ rồi. Đó, thì bây giờ mà phố đi bộ Nguyễn Huệ còn là nơi để có thể tập trung được, huống chi là ở đường Trần Hưng Đạo là cái nơi mà giao thông như thế. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chuyển qua bản tin tiếp theo. Hoài Lâm bất ngờ xin lỗi vợ, tự nhận mình gây ô nhục cho dòng họ. Thời gian gần đây tôi không thể hiện được gì ngoài làm cho người yêu tôi, vợ tôi cảm thấy hổ thẹn. Chỉ vì chút danh lợi và tiếng tăm mà tôi đã thành ra một người không ra gì và gây ô nhục cho cả dòng họ. Cả người từng yêu thương mình, ham chơi và đổi mới, thay vì làm tôi lại đi tìm kiếm những thứ khác ba hoa và bay bướm, thật sự xin lỗi em. Hoài Lâm viết trên trang cá nhân của mình. Cái này cũng hơi khó hiểu nhỉ. Cách đây không lâu thì đọc một cái bài phỏng vấn khác thì lại có những cái chia sẻ rất là chân thành về những cái lựa chọn trong cuộc sống. Và tuy nhiên thực ra mình cũng không thể biết được, tại vì có thể là phải là người trong cuộc mới hiểu. Mình suy diễn thì nó nhiều khi nó cũng không đúng lắm. Rằng có một lần cũng trong một cái bản tin về Hoài Lâm ấy, mình cũng có nói, tức là mình cũng thấy là nhiều khi ấy, chẳng hạn như báo Giật Tít đưa lên ấy, nói rằng là Hoài Lâm phải đi lái xe để kiếm sống, nhưng thực ra thì cũng không phải là như thế. Nhiều khi chúng ta biết là có rất nhiều người ấy, họ có một cái sở thích là được giao tiếp với mọi người, cho nên là họ có cái xe hơi mà họ đi làm Grab
hoặc là những cái tài xế công nghệ khác, tức là thỉnh thoảng làm cho vui thôi. Yeah. Thỉnh thoảng vui vui bật lên để cảm thấy để mình giải stress này, để mình có thể ra ngoài và giao tiếp với mọi người. Nhiều khi mà chúng ta lái xe như thế, chúng ta gặp được những cái vị khách thú vị, trò chuyện với nhau, nó có một cái gì đó rất là hay. Yeah. Thay vì là cứ rú ở trong nhà thì mình nghĩ Hoài Lâm là như thế, chứ không phải đi làm tài xế để kiếm sống. Không ngoài dấu kính, Tóc Tiên xác nhận đang yêu Hoàng Toliver. Đây là một xác nhận gọi là chính thức luôn rồi. Thực ra là xác nhận với fan thôi, chứ người trong cuộc biết lâu rồi. Người trong nghề mà biết từ lâu rồi. Trước đây thì lúc trước là hai người đã ấp úng gọi là ấp mở những cái câu chuyện của hai người. Sau đó thì có một thời gian giai đoạn là các bạn fan phui được là hai người đã chia tay. Thì bây giờ lại quay trở lại và chính thức xác nhận là họ yêu nhau. Thì cũng giống như là hôm qua mình Đức cũng có đọc ở trên Facebook của bạn quản lý của Tóc Tiên. Yeah. Bạn Tùng cũng là một cái người rất là quen thuộc trong giới báo chí và giới giải trí. Thì có một cái câu hỏi cũng rất là vui là có nhiều fan hỏi là bạn Tóc Tiên là đi đâu. Thì vắng như thế thì bạn Tùng nói là thì nghỉ ngơi, đi chơi, đi làm những việc mình thích. Thì có người bảo là hay là nghỉ lâu để lấy chồng, để làm đám cưới. Thì thôi thì cũng tùy, nếu mà cưới thì cũng được thôi, thì cũng đến tuổi rồi. Tóc Tiên cũng đâu còn trẻ nữa, nhắc cái Tóc Tiên thì nhớ. Mình là người chứng kiến Tóc Tiên thì lúc còn là một em bé. Yeah, đi hát, tóc hát thiếu nhi, Minh Đức nhớ lắm. Có ngày xưa Tiên còn gọi mình bằng chú. Có lẽ còn gọi chú Minh Đức à, chú cho cháu xin số điện thoại của chú Quốc Bảo. Hồi đấy thì hồi mà Tiên mới đi Mỹ thì là Minh Đức cũng có gặp mà mẹ của Tóc Tiên. Thì là cũng hay gặp, cũng có quen biết cả bố của Tóc Tiên, cả ba Tiên nữa. Thế là cũng có hay gặp, thì ngày đấy là các anh chị cũng rất là tự hào vì cô con gái mình nó có một cái bước bứt phá về sự nghiệp ở bên đó. Thế sau này thì Tiên quay trở về Việt Nam hoạt động nhiều hơn thì giống như là một cái cuộc lột xác vậy. Đó, thì bây giờ thì cũng có thể coi là một ngôi sao rồi. Thì cái việc là rõ ràng là ngày xưa thì tầm 10 năm trước thì chẳng ai quan tâm đâu. Dạ, đúng rồi. Nhưng đến bây giờ thì nhắc đến Tóc Tiên cũng là một cái tin mà nhiều người để ý. Thế và bây giờ thì ok lại đến chuyện tình yêu. Tức là rõ ràng nhưng mà cũng có thể thú vị là đấy. Tại vì khi mình chứng kiến một người từ lúc còn nhỏ. Dạ, đó, đến bây giờ trưởng thành thành một cô gái gợi cảm xinh đẹp. Và cô ấy có người yêu. Bắt đầu ngày xưa là chỉ nói về chuyện hát như thế nào. Bây giờ thì nói về chuyện là có người yêu. Cũng rất là thú vị. Cùng lứa với lại Tóc Tiên thì như em nhớ là có bé Xuân Mai cũng gọi Xuân Nghi nữa. Các bạn đó cũng bây giờ cũng đã có sự nghiệp ổn định và có gia đình hết rồi. Theo như Minh Đức biết thì là thật ra người trong giới biết lâu rồi. Dạ. Yeah. Chỉ là mọi người không nói ra thôi. Đấy, nhưng mà còn... thực ra thì các bạn fan lại hơi ấp nghi ngờ một xíu là tới đây vừa xác nhận được gọi là yêu nhau, nhưng mà Tóc Tiên lại chuẩn bị ra mắt cùng với lại Da Lab, một dự án âm nhạc. Thì là bình thường thôi, một ca sĩ có thể yêu người này và làm với người khác, hoặc là người ta cũng có nhiều cái việc phải làm. Nhưng mà có khi nào cái này là PR không anh? Chuyện bình thì kể cả là có là PR thì mình thấy cũng vẫn là chuyện bình thường. Yeah. Đấy là cái việc nghệ sĩ phải làm. Đó thì có điều là như thế này, sau khi sản phẩm nó tung ra thì chúng ta sẽ thấy là cái việc là cái hiệu ứng ấy, cái câu chuyện đấy, cái tin đồn đấy nó góp phần như thế nào vào cái hiệu ứng ấy thôi. Thực ra sau này mọi người để ý là hầu như là các nghệ sĩ khi mà truyền thông cho cái sản phẩm của mình ít khi dùng chuyện riêng lắm. Yeah. Tại vì nó không còn hiệu quả như xưa nữa. Bây giờ bài hát hay ấy là vì nó hay. Đúng rồi. Đấy, chứ không cần là vì một chiêu cái trò, câu chuyện nào khác. Nếu một bài hát nó thành hit, số phận đã sắp đặt để nó thành bài hit thì nó sẽ là hit, không cần kể thêm một câu chuyện nào cả, chỉ cần tung ra thôi là mọi người nghe thì thấy hay để share với nhau rồi tăng view lên, rồi cứ thế nó cứ tăng dần lên là nó thành bài hit. Và không cần thêm bồi thêm một câu chuyện gì cả. Bởi vì thực ra bây giờ những chuyện như thế nó cũng không phải là quá hấp dẫn. Nói thật ra, bây giờ kể cả Tiên với Hoàng yêu nhau thì thì sao? Có phải là đôi duy nhất trên đời yêu nhau đâu? Trên thế gian này biết bao nhiêu nghệ sĩ cũng yêu nhau, một ngày người ta cũng biết bao nhiêu cặp yêu nhau được công khai trên báo. Yeah. Không phải là một cái gì đấy quá đặc biệt. Tức là không ảnh hưởng gì đến hòa bình nhân loại thế giới cả. Và anh Hoàng có yêu chị Tiên hay là yêu chị khác, chị Tiên yêu anh Hoàng hay một yêu anh khác thì trái đất vẫn quay. Mọi thứ nó vẫn bình thường. Bài hát nó có thành hit hay không, nó vẫn có cái số phận của nó, không phụ thuộc vào câu chuyện của anh ấy. Anh dự đoán đi, bài hát được mang tên là Nước Mắt Em Lau Bằng Tình Yêu Mới này, nếu từ nó hơi sớm một xíu là không biết là nó có thể trở thành hit hay không. Có một cái bài gì của Tóc Tiên tự nhiên quên tên, cái lúc này tự nhiên quên. Cái bài thì cũng dài dài. Em Không Là Duy Nhất. Rồi Hôm Nay Tôi Cô Đơn Quá. Đấy, có mấy cái bài tên cũng dài dài mà. Mà cũng cái kiểu giai điệu mà xến xến bắt tai á. Đấy, nhạc xến xến kiểu đấy, đánh vào ballad kiểu êm dịu như thế. Thì mình cũng không biết được, nhưng mà thì các mình cũng để ý là mọi người vẫn thường thích cái hình ảnh của Tóc Tiên trong một cái gì đấy nó trẻ trung, nó gần gũi và vũ đạo đẹp nhiều hơn. Ngay cả cô biểu diễn ở trên sân khấu hải ngoại ấy, người ta vẫn thích cái hình ảnh đấy hơn là những cái gì đấy kiểu sâu lắng ballad. Mặc dù Tiên hát ballad rất là hay, vì cô ấy là một cô gái, cô ca sĩ có thực lực, giọng rất là hay và xinh đẹp như thế. Nhưng mà mình vẫn cảm thấy là ở cái mảng mà ballad những cái kiểu buồn buồn như thế thì có lẽ là vì Tiên có nhiều đối thủ của mình. Đúng rồi. Trong cái mảng đó sẽ có nhiều nữ ca sĩ họ cũng chọn cái đó và họ cũng đã có cái vị trí xác định rồi. Chưa kể là những ca sĩ mà có thể không ở cái lứa tuổi này, ở những cái dòng khác, họ cũng có
cái sở trường biểu diễn như kiểu như vậy. Và khi họ tung một cái sản phẩm ra thì sự hút về truyền thông nó cũng rất là lớn, nó sẽ chia sẻ cái thị phần đấy. Trong khi mọi người vẫn thích những cái sản phẩm mà âm nhạc nó trẻ trung, nó có vũ đạo đẹp theo kiểu K-pop chẳng hạn. Đấy, chắc là do tình yêu đó anh ơi, yêu nên là nó hơi sến xúa vậy đó. Đúng dạ. Không? Thích sến xúa thích cũng được, không sao. Nếu mà yêu mà, vì yêu mà có được những bài hát hay để hát thì cũng vui. Dạ. Thôi thì bây giờ Trường nhìn chúc cho Tóc Tiên sẽ thành công hơn với sản phẩm là Nước Mắt Em Lau Bằng Tình Yêu Mới và Hạnh Phúc với lại Tuliver. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển vào bản tin tiếp theo quý vị nhé. Ngô Kiến Huy, từ nay Ngô Kiến Huy là ca sĩ hai bài hit rồi mọi người ơi. Có thể là một câu nói đùa của anh Ngô Kiến Huy, nhưng mà thật sự thì mình cũng biết anh Ngô Kiến Huy với bài hit là Giả Vờ Yêu và bài này là Truyền Thế Y. Đấy, tức là trong giới ca nhạc, nhất là thế giới, người ta có một cái khái niệm gọi là One Hit Wonder. Yeah. Đấy, chỉ với những ca sĩ mà chỉ có một bài hit, cả đời chỉ có một bài hit thôi, rồi con đó có thể biến mất hoặc là vẫn còn tồn tại trong showbiz nhưng không có đến một bài hit thứ hai. Và nhắc đến người đó, người ta chỉ nhớ đến một bài hát thôi. Thì có thể là với Ngô Kiến Huy thì mọi người nhớ đến bài đấy, nhưng cũng có thể mọi người sẽ nhớ thêm những bài khác, nhưng có thể nó không phải là thành một cái hit lớn. Còn Truyền Thái Y thì thực ra nếu gọi là bài hit ngay bây giờ thì mình nghĩ là cũng chưa hẳn đâu, phải chúng ta phải đo lường bằng một thời gian nhất định. Bây giờ thì bài đấy hát đấy là một cái bài hát nó vui, đấy, vui. Nó nằm trong cái kiểu trending bây giờ, mọi người thích làm những cái MV mà nó hài hước, nó vui đấy. Nhưng mà để cái bài hát đấy nó có đi vào đời sống và nó tồn tại đủ lâu, ít nhất là tầm nửa năm đến một năm, để thành thực sự là hit hay không ấy thì chúng ta cần phải chờ xem. Nhưng mà dẫu sao thì nó cũng là một bài hát mà quan trọng là nó đưa cái sự chú ý trở lại với Ngô Kiến Huy trong vai trò là ca sĩ. Chứ trước đây mọi người thấy bạn ấy làm diễn viên và làm MC là chính, nhiều hơn là làm ca sĩ. Và với bài hát này thì em thực sự em chưa hiểu rõ lắm cái câu chuyện mà mọi người muốn mang đến, và không biết là tại sao lại hit, nó vẫn nằm ở top 2 trending. Thực ra thì bây giờ để đẩy một bài hát lên trending trên YouTube và trên Facebook thực ra rất dễ. Nó không phụ thuộc vào chuyện bài hát đấy có hay hay không. Dạ. Mà vấn đề là có muốn lên cái vị trí đấy hay không. Chúng ta có nhiều cách để đẩy một bài hát lên cái vị trí đấy. Đấy, cho nên là còn một bài hát từ cái top trending đấy để trở thành một cái bài hit thực sự ở ngoài thị trường thì chúng ta hãy quan sát bên ngoài thị trường xem là cái mức độ phổ biến, cái tầm ảnh hưởng của cái bài hát đó, cái sự chi phối của cái bài hát đấy ở trên news feed của chúng ta mỗi ngày nó nhiều hay ít, và nó kéo dài hay ngắn thì chúng ta biết là nó là bài hit hay không. Với lại tất nhiên chúng ta có thể quan sát là ca sĩ đó có đắt show lên hay không, có nhiều show đi hát sau cái bài hát đấy hay không, rồi là có nhiều bản cover hay không, cũng là một cái thí dụ về một bài hit. Đấy, còn thực ra là bài hit nó hit thế nào thì mình cũng không cần phải giải thích, tại vì thực ra đã có rất nhiều cái bài chúng ta thấy nó rất là bình thường, nó cũng không phải là quá phổ biến hay quá đặc sắc gì cả, nó cũng lên được cái top trending. Ngay cả những bài như là Độ Ta Không Độ Nàng, và bây giờ không có ai nhắc đến nó nữa, nhưng đã từng có thời điểm nó làm mưa làm gió, nó cũng lên top trending rất là nhanh. Và có lẽ là nằm trong một cái chiến lược PR của nó, nên là Truyền Thế Y này trở thành một cái bản hit cho tất cả mọi người. Và hy vọng là Ngô Kiến Huy sẽ cố gắng hơn nữa sau này để có thêm một bài hit nữa thì sao. Đấy, và quan trọng đó là bài hit thực sự. Chứ bây giờ mọi người đừng tin vào những cái trending. Bằng kinh nghiệm mà nhiều năm quan sát tất cả các bảng xếp hạng, mình thấy là chúng ta đừng tin vào những cái trending, nó thay đổi mỗi ngày mà. Sống sau sẽ lớn hơn sống trước đúng không ạ? Và bây giờ chúng ta cùng chuyển vào bản tin tiếp theo. Ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 lên tiếng về nghi vấn gian lận tại vòng thi ảnh online. Đây, thi ảnh online là tại vì nói là có một vài những cái bạn gọi là vô danh, mỹ nhân vô danh áp đảo cả Thúy Vân tại vòng thi ảnh online luôn anh. Thì cái chuyện này nó trở lại một cái chuyện liên quan đến tất cả các vấn đề về bình chọn bằng online, bằng điện thoại. Tức là chúng ta cũng đừng chủ quan nghĩ rằng là một người nổi bật, chẳng hạn như trường hợp Thúy Vân ở đây, thì mặc nhiên sẽ được nhiều người yêu thích và sẽ bình chọn. Nhất là trong lĩnh vực mà hoa hậu là vốn không phải là các cô có fan đông theo cái kiểu là fan organic giống như là ca nhạc. Ca nhạc thì các ca sĩ có thể có một cái fan club, họ sẽ có tổ chức rất là bài bản trong cái việc bình chọn thế này thế kia. Chúng ta biết là ok, thì Thúy Vân hay một số các gương mặt nổi bật, những cái ứng viên cho cái ngôi vị hoa hậu là những cái gương mặt mà được mọi người quan tâm, được chia sẻ nhiều. Nhưng điều đó không có nghĩa các cô ấy có thể thắng được trong những cuộc chơi bình chọn. Bây giờ mọi người có thể là bảo là những cái cô khác là những cô vô danh mà chiến thắng bình chọn, nhưng bởi vì đơn giản là các cô có chiến lược cho sự bình chọn đấy, và không thể trách các cô ấy được. Đây là cuộc chơi online mà. Bây giờ bảo ban tổ chức nói là chúng ta phát hiện gian lận, thế nào là gian lận? Bây giờ nếu như tất cả các tài khoản bình chọn đều là hợp lệ thì sao? Chúng ta có thể, người ta có thể thuê mà. Làm sao ai cấm được người ta cái chuyện đó? Tôi có thể bỏ tiền ra để thuê mấy nghìn số điện thoại nhắn tin cho tôi có thể bỏ ra thuê mấy nghìn cái tài khoản Facebook hợp lệ có tên người hẳn hoi để bình chọn cho tôi. Làm cách nào để cấm tôi? Ở đây những cái bình chọn mà từ những cái bạn Facebook mà vô danh nè anh, nó như thế này.
Nhưng mà thực ra em nghĩ thì một cái chương trình cuộc thi nào đó thì sẽ có nhiều giải thưởng, nhiều danh mục khác nhau. Thì một cái danh mục online thì mình không giành được, mình cho người ta đi. Thì đấy, thì bởi vì chúng ta chấp nhận là một cuộc thi nó đã chấp nhận cái kiểu sân chơi như thế này, thì mọi người phải chấp nhận cái điều đấy. Đó, chứ không thể nào mà bây giờ bắt người ta bày ra một cuộc chơi xong rồi không có quy định cụ thể gì cả, chỉ việc like này, rồi comment này, rồi share này. Thế xong rồi bảo là tôi sẽ phủ nhận tất cả những cái share đấy là vì không hợp lệ. Thế thì nó không thuyết phục được người ta. Nó giống như ngày xưa có một chương trình ca nhạc cũng như vậy, cũng bình chọn bằng tin nhắn đó, rồi trên mạng nữa. Và sau đó thì ban tổ chức là thẳng thừng là xóa mấy nghìn cái tin nhắn của người ta đi, là vì lý do là cái thuê bao này là không hợp lệ. Nhưng mà anh không thể nào anh chỉ gọi điện cho người ta, anh không thấy người ta thưa cái là anh xác định là không hợp lệ luôn. Thế là không công bằng, không fair. Thì với cái này cũng như vậy, anh đã bày ra cuộc chơi, anh đã chấp nhận cho chơi trên Facebook thì nó có thật, nó có ảo. Dạ đúng rồi. Đó, thì anh không thể nào anh kết luận là người ta là ảo để tự động anh xóa đi được, như thế là không fair. Còn đương nhiên có thí sinh người ta muốn được bầu chọn hơn, là bởi vì người ta có chiến lược, người ta sẽ có cái sự nghiêm túc trong cái việc là muốn chiến thắng trong cái sân chơi đấy. Thế thôi. Chứ bây giờ thực ra nói như thế này rất là vô, tức là tội nghiệp cho các cô. Chúng ta phải hiểu rằng là khi mà một cái cuộc thi đã mở ra thì cơ hội là cho tất cả mọi người. Các cô ấy đã qua vòng sơ tuyển là các cô ấy có cơ hội như nhau. Không thể nào bây giờ là thì ôi bây giờ Thị Huyên lợi Thứ Vinh là được chú ý tới, chắc chắn là ăn hoa hậu rồi thì các cô khác thì đi về. Đó, cũng giống như là có một số cuộc thi hoa hậu ấy, thực ra là mọi người không có nói ra tiêu chí, nhưng mà chúng ta chỉ cần quan sát là sẽ hiểu là có những cô ấy trên 20 tuổi hoặc là dưới 1m72 là không bao giờ có cơ hội. Nhưng chẳng thà nói ra như thế ngay từ đầu đi. Dạ đúng rồi. Đấy, để xác định như thế. Chứ bây giờ nhiều khi là cứ bày ra xong rồi cho giới hạn, ví dụ là 1m65 trở lên, xong rồi tuổi thì từ 16 trở lên. Thế là các cô cũng tràn trề, hoặc là 16 đến 28. Các cô tràn trề hy vọng và cùng biết là mình không bao giờ có cửa trong những cuộc thi như thế. Tại mình thấy là ở mình rất nhiều cái cuộc thi mà nó mập mờ về tiêu chí. Không rõ ràng mà. Nó làm cho cái người chơi người ta bị hoang mang. Đây chẳng như các cô đây, mình thấy các cô là rõ ràng các cô đã bỏ rất nhiều công sức. Các cô phải cơ hội cho các cô phải là như nhau. Ai dám đảm bảo rằng cô vô danh đấy là kém. Cái cô kia về chỉ số hình thể, về độ thông minh, về tài năng các thứ, làm sao mình biết được, chẳng qua các cô cứ chỉ là nổi tiếng hơn thôi. Làm sao mà đều được công bằng trong một cuộc thi được. Đấy. Với lại thực ra phải chấp nhận là không bao giờ có sự công bằng tuyệt đối trong cuộc đời này. Trong cuộc đời luôn, tất cả mọi chuyện luôn. Luôn mọi chuyện là như thế. Cho nên là đấy, tức là giống như là trong giới ca sĩ cũng vậy, nhiều người thắc mắc là tại sao mấy cái đứa đấy hát dở mà được có show nhiều hơn. Có show nhiều hơn mình, người ta có một cái khác. Thế với các cô hoa hậu cũng như vậy đấy. Biết đâu cái cô mà bây giờ mọi người đang nghi ngờ là cô ấy là vô danh, là cái biết đâu sau này vào cuộc thi cô bứt phá lên, cô ấy vừa có nhan sắc vừa có tài năng và cô giành những vị trí cao thì sao? Nhưng có thể cũng đây cũng là một trong những chiến lược PR của Thúy Vân để đẩy hình ảnh Thúy Vân lên, đúng không anh? Thì mình không biết là cũng có thể là chúng ta cũng biết là có những người ta gọi là khổ nhục kế đấy. Đó, chấp nhận là chịu đau thương đó để mà mọi người thương mình và lấy tình thương của mọi người. Chứ còn thực ra mình nghĩ rằng cô Thúy Vân đành là cô rất giỏi, cô đã từng là á hậu của một cuộc thi khác, MC thì cơ hội cũng rất là nhiều, nhưng mà cô đã chấp nhận bước vào một cuộc thi này là cô phải chấp nhận cạnh tranh với các thí sinh khác. À, và nếu như ban tổ chức công bằng thực sự nhé, tức là gọi là danh chính ngôn thuận, thì phải đối xử với cô ấy cũng như tất cả các thí sinh khác, không thể nào coi cô là hạt giống để mà ưu ái hơn hay mà để mà cho cô ấy danh hiệu hoa hậu luôn cho rồi. Thì thôi chào luôn đi cho xong. Thôi thì bây giờ chúc cho Thúy Vân sẽ thành công hơn và chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tiếp theo. MC Lại Văn Sâm, thu nhập của tôi lúc nghỉ hưu cao hơn khi đương chức. Bây giờ muốn hỏi nhà Ngọc Minh này, thu nhập của Ngọc Minh khi làm MC với làm ca sĩ cái nào cao hơn? Dạ, ca sĩ cao hơn. Đấy, chứ chuyện này rất là thú vị. Và nó thực ra rất là dễ hiểu, đọc là biết ngay thôi. Ngày xưa thì anh ấy là người nhà nước, nhất lại là còn là lãnh đạo nữa. Trong bộ phận lãnh đạo nữa thì rất là khó để đi làm bên ngoài. Đó, thì đương nhiên là có thể là thu nhập của anh ở đài có thể cũng sẽ rất cao với những cái công việc mà anh ấy làm. Nhưng mà dẫu sao nó cũng là lương, lương nhà nước thôi. Nó phải có thang, có bậc. Cùng lắm đi làm bên ngoài thì cũng chỉ là tranh thủ và không thể làm nhận quá nhiều được. Nhất là không thể nhận những chương trình của đối thủ cạnh tranh. Anh không thể làm cho một chương trình của một đài khác. Nhưng bây giờ anh có thể dẫn cho bất kỳ đài nào. Đài nhà mình cũng được, đài nhà cũ của mình hay đài đối thủ hay đài nào cũng được hết. Ngoài ra có thể làm những việc khác. Mình đương nhớ là ngày xưa là có một số các dự án về quảng cáo. Họ cũng có làm việc cùng với mình. Thì mình trong cái list họ đưa ra là có một số các anh chị là MC của đài truyền hình Việt Nam. Thì mình cũng liên lạc với họ, thì lúc đầu thì họ cũng nhận lời, nhưng sau đó thì họ gọi cho mình nói là không làm được, đài không cho. Đấy, cái câu mà đài không cho là một câu rất là phổ biến. Đau xót lắm. Đó, thì ai mà làm nhà nước ấy thì sẽ hiểu cái điều đấy. Vui lên thì cho, mà không vui thì không cho thì cũng phải chịu. Bây giờ là chú Lại Văn Sâm là gọi là khi mà ra ngoài thì mọi người để người về mời về thì sẽ có một mức lương khá cao. Đúng rồi. Thì bây giờ ví dụ nơi nào mà muốn ký hợp đồng quyền đi là phải trả lương cao rất là nhiều rồi. Thế còn ví dụ nếu có anh đi làm tự do đi, đấy làm tự do thì lại càng nhiều hơn nữa. Đó, anh ấy thích thì anh ấy nhận.
Vấn đề là anh Sâm đã ở một cái đẳng cấp là anh ấy thích thì anh ấy làm. Và nhiều khi cứ ít tiền anh cũng nhận nếu anh ấy thích. Thế còn đương nhiên là mọi người muốn mời anh ấy là phải trả nhiều tiền. Yeah. Bởi vì cái đẳng cấp của anh ấy, cái tên tuổi của anh ấy đã bảo chứng cho cái thành công của chương trình mọi người làm. Thành ra mình thấy là anh Sâm sau khi nghỉ hưu là anh dẫn chương trình ca nhạc này. Yeah, đúng rồi. Anh đi làm show ca nhạc bên ngoài anh có anh ấy này, dẫn show event này. Có luôn. Đấy rồi show truyền hình, sở trường của anh ấy rất là nhiều. Và rất vui là mà. Hạnh phúc bởi vì có vợ đưa đón nè anh. Ừ. Các bà xã mình sẽ rất là thích thú nếu một ngày thấy anh Sâm đi đóng phim. Mình cũng rất là thần tượng anh Sâm, thực ra mình học tập từ anh Sâm rất là nhiều trong cái công việc làm người dẫn chương trình. À, cách đây cũng mấy năm khi mà đi ra quay hình cho VTV thì chương trình anh Sâm làm MC. Đó thì gọi là fanboy không ngần ngại là bày tỏ sự hâm mộ và có chụp một tấm ảnh chung với anh Sâm. Yeah. Chúc cho Sâm luôn có nhiều sức khỏe để có thể làm được những cái công việc sau này nhiều hơn và tốt hơn. À, bây giờ chúng ta sẽ cùng qua bản tin tiếp theo. Và tin cuối cùng của ngày hôm nay đó chính là Quyền Linh dành lời ngôn tình cho vợ kỷ niệm 14 năm ngày cưới khiến cho fan ghen tị. Xem nào, lời ngôn tình là gì? Ok, đem đọc coi. À, xe gì cũng không quan trọng, miễn sao mình cùng đi chung là được rồi em yêu nhé. He 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 he. Chúc mừng ngày hai đứa đi cùng một xe, yêu em bài nhiều bà xã. Đây là hình đám cưới ngày xưa đây à? Dạ, hình ngày xưa. Đấy, thì cũng rất là thú vị là trong cái khoảng thời gian này, cái đây cũng không lâu mấy đứa cũng mới trò chuyện với lại người cũ của anh Quyền Linh. Là chị Trịnh Kim Chi. Yeah. Đấy, và tức là mình thấy rất là thú vị là mình thấy là sau nhiều năm ấy, bây giờ hai người có thể rất là thoải mái nói về nhau, vui lắm. Chị Chi chỉ có nói là bây giờ hai gia đình rất là thân thiết, thỉnh thoảng còn đi du lịch cùng với nhau cơ. Đấy, mà không chừng sau này thành xui ra thì sẽ là vui vô cùng luôn. Mọi người nhớ là cái lúc mà chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò ấy có sự thay đổi về MC nữ. Yeah. À, thì lúc đấy mọi người vẫn đang tò mò đó rồi là non là xem là ai, vì lúc đấy là Nam Thư chưa có lộ diện. Thì hồi đấy mình có nói là mình có nhắn cho mọi người quen biết và những người làm chương trình, mình nói là không phải tìm đâu xa hết, có một người lý tưởng nhất cho vị trí đấy chính là Trịnh Kim Chi. Bây giờ mình gặp chị Chi mình nói điều luôn, chị Chi bảo thế à, thế mà em dám gợi ý là hai cái kẻ mà banh xà lồng ra bây giờ lại ngồi với nhau mà được à. Thì rất là vui để thấy là đúng là hai cái người đó thật sự là hai con người rất là văn minh. Yeah. Họ chia tay nhau trong một cái mối tình đẹp cả chục năm trời, báo chí nói đến mỗi ngày mà có thể nói như là tốt đẹp với nhau như thế, thì những cái văn minh như thế xứng đáng có được hạnh phúc. Đó thì chị Chi có cuộc sống hạnh phúc của chị ấy. 14 năm rồi đó anh, 14 năm. Wow, một khoảng thời gian khá dài ha. Tại vì em còn nhớ anh Linh trước đây là một chương trình rất nổi tiếng đó, chính là Vượt Lên Chính Mình. Đúng rồi. À, chương trình đấy là thực ra là chương trình là lấy được cảm tình của rất nhiều khán giả anh, và nó tạo ra cái hình ảnh của anh ấy luôn. Dạ, một cái người dẫn chương trình mà gần gũi, MC với, quốc dân. Đúng rồi, đúng MC quốc dân đúng nghĩa luôn đấy. À, đáng yêu. Và anh Linh ở anh cái này thì mình cậy là mình quen anh Linh ở ngoài. Mình có quyền chia sẻ thêm với quý vị các fan của anh Linh là anh Linh ở ngoài là người dễ thương vô cùng. Anh ấy trên màn hình thế nào ở ngoài như thế, gần gũi thân thiết, trò chuyện mà lúc nào cũng có một cái gì đấy hơi nông dân. À, mình nhớ là ngày xưa mời anh ấy dẫn chương trình solo cùng Bolero. Ôi đúng luôn, tức là đúng người, đúng việc luôn. Tức là anh xuất hiện sân khấu đúng là một cái người mà để dành cho cái dòng nhạc đó để nói về những câu chuyện đấy và khán giả thích vô cùng. Đấy rồi sau này thì cũng có gặp anh ấy trong trò chuyện, có một lần cũng làm talk show với anh ấy và anh ấy trở lại đúng là con người nông dân của anh ngày xưa, một cái anh chàng nhà quê lên thành phố và kể rất nhiều câu chuyện cảm động và khóc hòa lên, không có giấu giếm gì cả. Thành ra là mình thấy là một cái con người mà sống mà đầy cảm xúc như thế, tức là cái cảm xúc cá nhân của anh ấy nó rất dễ bộc phát, thì anh ấy thể hiện những câu như thế là hợp lý nó đúng với con người anh ấy. Nó có thể là hơi xến xến một tí, mọi người thấy là gấp vợ chồng sống với nhau làm gì mà nói khách sáo thế, nhưng nó là anh con người anh. Yeah. Linh anh ấy là như thế, chứ nếu người khác người ta sẽ viết theo kiểu khác. Không cần những món quà đắt tiền ha, như câu nói sang trọng ngôn tình, nhưng mà một câu nói rất là chân thật và xuất phát từ anh Quyền Linh, thì em nghĩ là cái cuộc tình này sẽ còn kéo dài nữa. Thì bây giờ các cô con gái lớn thế kia, bây giờ chúng ta biết là cuộc sống vợ chồng ấy, thì mình không phải đủ nhiều tuổi để mà có thể là nói về cái chuyện cuộc sống hôn nhân dài lâu, nhưng rõ ràng là mình nghĩ là vợ chồng người ta vẫn hay nói câu là vợ chồng ngoài cái tình còn cái nghĩa. Nhưng mà lúc nào đấy có thể cái tình nó không nồng nhiệt như ngày xưa, thì cái nghĩa nó sẽ gắn kết người ta với nhau. Anh Linh và Thảo đã sống với nhau bằng đấy năm trời, xây dựng một cái tổ ấm như thế, những đứa con lớn như thế, và đến bây giờ vẫn còn có thể là chụp những cái tấm hình như thế này được. Nói sớm một xíu. Nhưng mà chắc là do anh Linh làm chương trình Vượt Lên Chính Mình đi ngoài nắng nhiều nên là da anh rất là đen nha. Chị Thảo rất là trắng. Ừ. Với lại anh Linh anh làm gì Bạn Muốn Hẹn Hò ấy mà. Yeah. Anh ấy tích lũy đầy những cái câu ngôn tình kiểu đấy. Nhưng mà nhiều những câu sát thương cao nhất là anh bị hói, anh bụt bự, nhậu nhiều. Đó, những câu đó. Thì đây đó, có kia cái đấy, có anh luôn, có hình có anh luôn. Kìa. Đấy. Ký ức tươi đẹp. Chương trình Ký ức tươi đẹp là có một lần trò chuyện và cái này chia ra tới mấy kỳ liền và mọi người xem rất là nhiều và mình cứ đọc có comment. À, mọi người cứ bảo là ông MC này sao mà nhìn mặt mày láo liên thế kia, tại vì mình phải vừa nhìn anh Quyền Linh, mình vừa nhìn ống kính, nhưng mà thực sự là mình hôm đó mình rất là xúc động. Mình cũng suýt khóc thật vì mình có những cái câu chuyện mà phải gọi lại một cái gì đấy. Nó cũng cảm thấy mình
có một phần là giống như câu chuyện của mình, và quan trọng nhất là cách kết chuyện của anh Linh ấy, nó rất là chân thật, nó gần gũi. Thế là bây giờ biết là anh là bây giờ anh là một người chồng người cha lý tưởng rồi, là em sẽ quốc dân rồi, ai cũng biết là anh ấy mập, ai cũng biết là anh ấy hói, ai cũng biết là anh ấy bụng bự, nhưng ai cũng yêu anh ấy. Thế mới vui. Rồi, chúc cho anh Quyền Linh cùng với là chị Dạ Thảo sẽ còn thêm nhiều năm nữa hạnh phúc. Dạ, cảm ơn Minh Đức với những chia sẻ vừa rồi. Thì bây giờ chúc Minh Đức cũng có những cái gọi là những cái sao ta, chúc sao ta, năng lượng lạc quan. Mình cần nhất mọi người chúc mình hãy có năng lượng lạc chúc quan. Chúc cho anh Đức có nếu nhiều có tuổi thì chúng ta cần cái đó. Nhận lượng tích cực hơn. Và chúc cho tất cả các bạn cũng giống như vậy, cũng có nhiều năng lượng lạc quan trong những ngày mới. Và chương trình của chúng ta cũng đến đây tạm dừng tại đây, và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở hội khẩu nghiệp vào số sau nha các bạn. Vâng, xin chào quý vị. Nói là khẩu nghiệp chứ thực ra thì chúng tôi cũng nói mức độ gọi là vừa phải thôi, nhất là trong những ngày này, những ngày giỗ tổ nghệ sĩ như thế này. Xin cảm ơn Ngọc Minh và xin cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.